Rồi. Ủa, sao nãy giờ máy nó không chạy ta? Mà sao bài này chỉnh cái đây vậy? Project Playboy rồi. Cái này có cái dấu mũi tên đây nè, thì thường mình hay tắt, mình thường hay tắt cái này nha. Thì các bạn vô VG, nếu mà ai lấy cái file này á thì vô VG rồi chọn size, size này sổ ra rồi, và chọn cái là internal origin nha. Rồi ok, thì về phần kết cấu á trước khi mình quay sơ đồ tính, mình muốn hỏi là bạn này có bạn nào thắc mắc ở chỗ này không? Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này nè, các bạn cứ nghĩ như bữa giảng á, dựng một tầng với dựng 10 tầng đi cây nhau à, mình phải hiểu được những dựng những cái nhỏ lẻ như vậy thì mình mới dựng lên mười mấy tầng điển hình được. Không ai thắc mắc gì, tiếp tục nha. Rồi giờ qua phần sơ đồ tính, thì sơ đồ tính là gì? Thì để mà có một cái sơ đồ tính á, các bạn tạo với mình một cái view mới, bấm phải chuột vô bên view nè, chọn duplicate. Đó, rồi duplicate. Thì khi duplicate một cái view nào á thì đổi tên giúp mình. Đổi tên giúp mình thành là analytical. Dụ như vậy đi. Thành sơ đồ tính tiếng Việt gì cũng được nha. Tùy các bạn. Analytical model. Hoặc là 3D analytical, tùy tùy thôi, không không có. Như vậy thì cũng rồi 3D analytical. À, thì khi mà quay bên phần sơ đồ tính á, thì bạn chọn VG, VG nha. Mình dùng cái vừa lệnh VG này rất là nhiều. Các bạn bấm tắt cái này đi, tắt cái show model category in this view đi. Rồi và qua nè, analytical model category. Các bạn phân biệt nha, model category và analytical model category. Là một cái á là model 3D, còn một cái là model sơ đồ tính. Rồi bấm bật cái này lên. Ok. Rồi, bật lên đây, bật lên. Ai chưa bật được cho một phút bật lên. Anh ơi, sao em bật sơ đồ tính được rồi mà nó lồng vào cái file 3D của mình anh nhỉ? Nè, mình VG, mình chỗ model category này mình tích bỏ đi. Rồi. À, được chưa? Ok. Rồi, ok nè. Rồi, khi mà bật lên dài á. Đó, khi mà bật lên dài thì thấy sao? Nó thiếu cái sàn. Rồi các bạn vô 3D lại, cái 3D kia nè. Bấm vô cái sàn với mình. Bấm vô hai cái sàn nha. Bấm vô hai cái sàn thì để bấm một cái sàn nè, xong bấm nút Ctrl nè, các bạn coi nè, Ctrl á nó hiện cái dấu cộng là chọn thêm, bấm Shift á là trừ. Ctrl dấu cộng chọn thêm. Bấm vô chữ Enable Analytical giúp mình. Đó là bật cái sàn kết cấu lên. Bật lên rồi. Xong rồi qua 3D. Rồi thấy chưa? Chỉnh qua dạng shaded. À, chỉnh qua dạng shaded nha. Cái dạng 3D thì để Hide and Layer chứ để. Giờ mình để shaded. Dạ, cái chữ enable ở đâu vậy? Hình À như mình qua bên 3D, qua bên 3D, mình nhấp vô cái hai cái sàn. dạ. Mình nhìn phía bên phải. Bên cái thanh property á. Bên thanh à, dạ. Ok, thường nó chỉ có cái sàn là không có bật thôi. Rồi nhưng mà trước khi nha, các bạn lưu ý nha, trước khi qua sơ đồ tính là cái này là phải collaborate check là ok hết á. Nó phải như vậy nè. Các bạn làm đúng quy trình cho mình chứ không là tới sơ đồ tính là khổ lắm. Sơ đồ tính là fix là khổ luôn á, là làm là mệt mỏi luôn. Đó, thì cứ xong cái này ổn để rồi mới qua sơ đồ tính. Nha, còn nếu mà cái model này chưa ổn, chưa chốt xong thì qua sơ đồ tính nó cũng sai à. Rồi giờ bật hết rồi đúng không? Rồi có ai chưa bật được cái này không? Chưa bật được thì nói mình gửi file nha.
Nơi sao em chỉ ra được cái analytical của cái sàn nhỏ thôi anh, còn cái sàn bự nó không có ra. Ừ, thế sau mày thành rồi. Còn em thì ngược lại ạ, em thì sàn sàn lớn thì ra được mà sàn nhỏ thì không ra được. Ok. Cái này sau thử em. Dạ anh đã thấy chưa? Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Dạ vậy nè anh. Ừ, em qua 3D coi, em qua 3D cái view kia. Rồi, nhấp vô cái sàn bự nữa. Dạ, em check rồi. Rồi, ok, em bấm vô cái top. Bấm vô cục bit đó, cục xoay 3D, bấm vô top. Rồi, giờ em move qua phải. Bàn kia cũng coi thử là tương tự nha, giờ bấm chọn lên move. Xong rồi move qua tầm 5.000. 20.000 đi. 10.000 đi, 10.000 đi. 20.000, 20.000, 20.000. 20.000. Không, đừng có chọn này, nhập số chứ. Rồi, ấn cho đi. Rồi, bấm vào 3D Analytical. Là có cái sàn. Rồi, cái sàn của bạn đang bị gì đó rồi, cần chuẩn chế lại. Rồi, qua 3D giờ quét hết cho mình coi, coi. Rồi ok, cái sàn này á, những cái trường hợp mà bị như vậy á thì mình sẽ vẽ lại sàn nha. Rồi giờ vô 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 cái mặt bạn bạn nhấp vô cái sàn, nhấp vô cái sàn bự trước, rồi vô mặt bằng. Rồi edit boundary á, rồi edit boundary. Ở chỗ nào vậy? Sửa cái biên dạng cái sàn á. Rồi giờ bạn quét hết cho mình. Quét hết. Rồi bấm chữ, bấm copy, bấm cái nút copy á. Bên phải, bên trái, không không. Copy bộ nhớ đệm á, chứ không phải là copy đó. Rồi, đi chơi bên trái. Bên trái nữa, lên nữa, lên nữa. Bên phải sẽ đó. Rồi copy rồi, ok. Bấm vô x đi, bấm vô x. Rồi, giờ mình xóa cái sàn này đi. Rồi vô structural. Chọn floor, cái sàn tiếng gì nhiêu rồi nhớ không? 200. Rồi, xong rồi đúng không? Rồi, thấy chữ pass không? Thấy chữ pass. Chọn current view. Rồi, như giờ chưa finish ở đâu, nó sẽ, mày finish ở đây, nó sẽ báo một cái lỗi. Finish đi, finish thử đi. Đó, nó sẽ báo một cái lỗi là cái sàn nào cũng cần cái span direction. Rồi, bạn ấn continue đi. Đây là mấy cái kinh nghiệm mình chỉ nha. Rồi, thì bạn xóa một đường line xong vẽ lại một đường line bất kỳ. Thường thường mình xóa, thì được, thường mình xóa cái đoạn nào ngắn á. Rồi, ok, rồi finish, giờ thì finish được. Rồi no no no, rồi giờ đóng mạch tắt, rồi bấm enable cái này qua sơ tính coi được không. Không, enable bạn chưa enable đó, Enable analytical bên phía bên phải, cột rồi bên tay. Ủa sao kỳ ta. Bạn bấm bấm vô mặt bằng rồi coi. Bấm lại cái sàn bự rồi. Giờ bạn xóa cái sàn nhỏ hơn. xóa sàn nhỏ hơn. Ừ. Rồi quay sơ đồ tính mình coi. Gì kỳ ta. Bạn đưa team view lên mình coi được. Có, bạn có muốn xem view không? Anh. Hả? À, bây giờ em gửi bài qua cho anh.
À, thôi gửi bao cho mình được. Bạn xài nhiêu? Em xài 2021. Vậy hả? Ok, cứ gửi đi. Mấy bạn khóa trước học rồi có đợt đó thầy có dạy sơ đồ tính không ta? Mấy bạn mà học lại á. Dạ có, nhưng mà chỗ hiểu chỗ không anh ơi. À, chuẩn bị được không? Để anh vô check thôi. Ừ nha, để anh fix fix coi thử nè. Để coi. Đó, thường là anh sẽ dùng cái cách này để anh check. Được. Thường á, lỗi của cái này là lỗi do cục á. Ok đó, nhanh gọn. À, chúng ta hay là mình đang coi file của mình vậy, đúng đúng luôn. Thường thường tắt mình tắt cái file này. Đây này, con đang dạy, con đang dạy sẽ cái đây chúng ta bài của bạn đây đúng không ta, Dạ đúng rồi này. nhưng mà sao mấy cái dầm này cao dữ rồi, sàn này sao offset 100 vậy? Chắc bị nhầm nè, thì mình có offset lên không không? Rồi cái sàn này offset 100 đúng không vậy? À, hình như hồi nãy vẽ lại xong rồi tự offset lên xuống anh. Ok. Mà sàn này bề dày có 100 mà sao bạn vẽ 200 dữ? Đúng không? Cái sàn này nãy mình đẩy mình đâu có đụng vô sàn này đâu. Ừ, sàn này độ độ dày của nó là 100 mà. Đó, editor giờ mình đứt đi cây nè, mình sẽ tạo ra một cái sàn 100. Ok. Mình sửa sửa luôn. Rồi xong mình sẽ check cao độ, để mà check cao độ mình dùng lệnh L, L này. Đó. Thì cái thằng này nó đang là sao? Nó đang là cao độ top của nó sẽ là 750. Mà hiện tại á đang là cao độ 700. Vậy thì nó sẽ lên 50, mà thằng này đang offset âm 100 thì mình sẽ offset lên âm 50 thôi. Rồi, mình L lại nè. Rồi qua coi được sơ đồ tính. À. Để mình bật lại. Rồi, sơ đồ tính nè. Rồi, mình sẽ mua qua các bạn là tầm 20.000. Cái lỗ này thường là do lỗ cột vách, chứ không phải là do lỗ cái sàn đâu. Rồi, giờ mình sẽ mua lại 20.000. Rồi giờ mình để cái cách tìm lỗi á là mình sẽ xóa coi thử lỗi của thằng nào nha. Giờ mình sẽ xóa cái cột vách trước. Mình xóa cột vách, các bạn cứ xóa đi xong cần chấm dứt thôi không gì hết.
Đó, thấy chưa? Tức là giờ nó hiện rồi, nó hiển thị rồi nè. Vậy thì lỗi cái này sẽ do thằng cục vắt. Rồi vậy giờ cục vắt sao? Rồi khi mà cục vắt nó bị lỗi á, để mình check coi cái mô hình này cho chưa, nó chưa cho là nhiều khi nó không hiện không. Chưa cho nè. Đó, nhưng mà mình nghĩ là mình khả năng cao là do lỗi cục vắt nha. Thì giờ mình sẽ xóa cái cục vắt này, mình vẽ lại. Rồi ok. Trước khi xóa nha, các bạn copy với mình, quét hết cái này. Quét hết cái này copy. Vô mặt bằng tầng 4 nè. Mặt bằng 4 copy nè. Xong xóa, xóa đi. Xóa hết những cái cột đi. Xong rồi mình chọn bắt, mình bắt là align to current view. Đó, ok. Xong rồi qua sơ đồ tính rồi. Đó, ngon lành liền. Thấy chưa? Rồi, xong xuôi hết nhớ quay lại, nó thấy sơ đồ tính nó hiện rồi thì ủa, mày có nhanh quá không ta? Mình có làm nhanh quá không? Bạn này không theo kịp để mình làm lại. Thôi làm lại đi, thấy không ai trả lời hết. Đây là một cái vắt, đây là cái cục vắt ban đầu đúng không? Mình quét chọn hết này nha. Mình quét chọn hết, các bạn không nhấp gì hết. Tức là nếu mà trong mặt bằng á, mình chọn á, sẽ rất khó để mà chọn cột. Nên thường mình sẽ chọn đối tượng ở trong 3D. Mình chọn đối tượng ở trong 3D và mình qua mặt bằng. Qua mặt bằng nè. Rồi sau đó mình mới copy. À, mình copy. Xong rồi mình delete đi. Đó, mình cài cái lệnh xóa là X. Mình sẽ delete đi. Đó, mình sẽ delete đi nha. Rồi. Thì sau khi mình delete xong á, mình delete xong nha. Mình sẽ chọn Pass và mình chọn Align to Same Place. Align to Same Place. Đó, là mình sẽ dán được mấy cột tại vị trí đó. Đó, thì giờ mình vô kiểm tra. Thì á, mình thật ra mình biết cái lỗi này là do mình từng sai rồi. Mình từng sai cái lỗi này rồi. Chứ không phải là mình giỏi giang gì đâu. Thường là mình mấy cái này mình bị hết rồi á. Tại vì hồi xưa á, mình là một trong số ít người mà làm luận văn từ Revit xe robot. À, thì chỉ có những ai mà đụng vô cái này rồi á, mặc dù mình chưa có làm thực trong cái việc, tức là mình chưa đi triển khai, mình đưa chưa có đi làm thực, tức là thiết kế một công trình thực bằng Revit xe robot nha, nhưng mà mình từng cặm cụi với cái này rất là nhiều lần rồi. À, mấy cái mình chỉ với các bạn vì sao mình biết là chỗ cái vách á là mình mò đâu đó 2 tuần á. À, nhưng mà mình biết mình mất 2 tuần để nhận ra được là cái lỗi đó là từ cái vách. À, cái cách kiểm tra của mình cũng y chang vậy luôn đó. Nên là mình chỉ các bạn cái phương pháp kiểm tra là tìm lỗi từ đâu, bởi vì nhiều khi mình gặp những cái lỗi, cái khóa trước mình cũng có dạy một lần, nhiều khi mình không biết cái lỗi nó từ đâu ra luôn. À, thì mình hướng dẫn các bạn nó tự mò xong rồi tự cũng tìm ra, rồi sau mình chia sẻ thôi. Rồi sau khi copy lại cổ á, thì cũng như đúng như cái phương pháp mình chỉ là cứ quét rồi cho lại hết giúp mình nha. Chọn cái sàn lớn xong rồi chọn cái sàn nhỏ. Rồi soi hết rồi xong rồi cấu kiện, chắc giờ cấu kiện gì, cấu kiện đứng xong rồi giờ cấu kiện ngang. Rồi ok, xong xuôi hết xong rồi để soi lại. Đó, cứ làm vậy thành một thói quen là cái luận văn của các bạn ok. Rồi ok, xong xuôi hết đúng không? Rồi quét chọn hết, chọn Collaboration này. Ok nè. Đó, thế tự nhiên nó sẽ hết lỗi.